Lê ơi. Lê. Ủa. Tao mới kêu ông Lê nó xuống rồi. Đang ngủ à? Đang thêm mà. Thì bố như cái tay này tự nhiên giống đi đi đúng với cái chi không nó ngựa gà chè mẫu luôn ngứa mà đây đi xích vào em đi vô khác ngứa em sức khác chứ em sức giàu không có thấy ngứa đâu là hết liền luôn thì con chỉ cắn mới bầu cái nữa đó bé ngu ghê con nên là mồm phải chửi ngu mới chịu. Bôi dầu nó nóng bị phỏng da hơn. Chạy cao đó ý là rửa được rồi để đến lượt của Ly sáng giờ à thì lấy thấy cái chứ
Ăn rồi mà đau bụng kêu có hiện. Cái lần nữa. Nê bụng quá hả? Nê bụng khó chịu. Bụng em kêu mà. Bụng kêu làm gì có cảm giác. Nó nghe tiếng rồi. Không mà mình nhớ rất thì thôi. Nói làm gì.